Hello mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người xem mùa VIP Pass đầu tiên của mùa đông trong Play Together. VIP Pass mùa này với chủ đề mùa thỏ băng cực quang. Cực quang là cảnh tượng rực rỡ huyền ảo của bầu trời đêm xuất hiện bởi sự va chạm của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với từ trường của hành tinh. Cực quang chỉ xuất hiện ở vùng gần cực từ tháng 10 năm nay tới tháng 3 năm sau. Ngoài màu xanh lá cây, một số cực quang còn có màu đỏ, xanh, vàng, cam vân vân và mây mây như trên hình mọi người đang thấy. Chúng ta có thể thấy cực quang nhiều hơn vào mùa đông. Chắc cũng chính vì lý do này nên game đã ra mắt mùa thỏ băng cực quang đó mọi người. VIP Pass bao gồm mũ thỏ cực quang, tóc hai đuôi xoăn cực quang, đầm cực quang mộng mơ, bốt cực quang, thỏ cực quang, mặt má hồng cực quang và các đồ nội thất như tượng điêu khắc tuần lộc cực quang, tượng điêu khắc thiên nga cực quang, tượng điêu khắc hoa tuyết cực quang, tượng điêu khắc hoa hồng cực quang, gấu cực quang, 7.500 tiền sao và 10 kim cương. VIP Pass mình mua rồi để mình mở cho mọi người xem. Mình mua qua Zalo Pay với giá 110k và được tặng thêm 15 kim cương đó mọi người. Rồi ok giờ mình mở VIP Pass cho mọi người xem nè. Mở hết trang phục được rồi, còn nội thất mình kiếm điểm vương miện mở sau. Giờ mình mặc trang phục VIP Pass cho mọi người xem nè. Theo mình thấy thì trang phục thỏ băng cực quang này đẹp với dễ thương đó mọi người. Một điều đặc biệt là cái đầm cực quang nền VIP luôn. Hiếm lắm mới có cái đầm nền VIP đó mọi người. Mình mang thêm cái cánh bướm nền VIP này trông hợp ghê luôn á mọi người. Thêm cái màu da sương mù dày đặc của mùa VIP Pass bạch quỷ hồ sương mù cho hợp với mùa đông lạnh giá nữa. Quá đẹp quá dễ thương rồi ha mọi người. Mọi người thấy trang phục thỏ băng cực quang này như thế nào bình luận cho mình biết nha. Còn đây là em pet thỏ cực quang này mọi người, trông nhỏ nhỏ xinh xinh cute phô mai que ghê á mọi người. Cũng giống như hiện tượng cực quang thì trang phục và bộ tóc sẽ phát ra ánh sáng lung linh và huyền ảo vào ban đêm rất đẹp. Giờ đang ban ngày nên không thấy trang phục phát sáng đó mọi người. Vậy là mình đã review xương xương VIP Pass thỏ băng cực quang cho mọi người xem rồi. Mọi người thấy VIP Pass mùa này như thế nào bình luận cho mình biết nha. Video trước mình có tạo mini game tặng 20 thỏi vàng cho một bạn may mắn. Giờ mình trả kèo nè, không biết bạn nào sẽ may mắn trúng mini game nhỉ? Giờ mình quay nè. Chúc mừng bạn Thu 02 năm đã trúng mini game. Em cảm ơn chị mở ngoặc chắc không được. Chắc không được nhưng mà lại được rồi em. Giờ mình sẽ gửi 20 thỏi vàng cho bạn Thu nè. Các bạn chưa trúng mini game đừng buồn nha, vì video này mình tiếp tục tạo mini game cho mọi người tham gia. Phần thưởng là 20 thỏi vàng dành cho một bạn may mắn. Những bạn nào muốn tham gia mini game thì bước 1 là bấm like video, đăng ký kênh và bấm cái chuông. Bước 2 là bình luận tên game. Chỉ cần hai bước này là mọi người đã hoàn thành rồi. Mình sẽ trả kèo mini game vào video sau nha. 16,19k điểm tiệc trò chơi rồi nè mọi người. Một điểm nữa là lên 16.200 điểm rồi. Giờ mình vô chơi luôn nha mọi người. Let's go, chúc mọi người xem video vui vẻ.
Thank you.